Ok, xin chào Trung. Dạ, chào anh Thơ Quang, chào anh chị em cô chú trên diễn đàn. Ý kiến của Trung như thế nào về cái đoạn clip của anh vừa mới bổ sung lên mà của Quang Lâm? Dạ thì em cảm nhận được là đầu tiên là anh Quang Lâm thì cái với cái phong cách là hài hước, lịch sự và cũng đưa ra những cái dẫn chứng lịch sử rất là hay và đặt ra những câu hỏi cũng rất là hóc búa đấy. Cũng cũng rất là hay. Ví dụ như những anh em mà F2, F3 chẳng hạn mà sinh đúng ngày 30 tháng 4 thì không biết có dám làm sinh nhật hay không, cũng rất là hay. Đúng rồi. Mà sinh nhật thì có bị chửi không hay như thế nào, hay là cũng xuống đường làm trò mèo xong rồi về với tổ chức sinh nhật, hay là tổ chức sinh nhật xong mới đi. Đúng, có cái hay. Hay là Đúng không? Ăn sinh nhật xong rồi có sức rồi mới đi. Hoặc là thế này Chung, không lẽ bây giờ thí dụ như mà sinh đúng ngày 30 tháng 4 đi, nhưng mà và bây giờ mà không tổ chức thì không được, đúng không? Không tổ chức thì cũng không được. Có khi nào họ đổi qua là ngày sinh nhật là ngày 29 tháng 4 hoặc là ngày 1 tháng 5 ta? Theo theo Chung á, theo Chung đoán thì có như vậy không? Thì cũng có đúng khả không? Năng này xảy ra, cũng có khả năng đó. Thế nhưng mà thường thì sinh nhật thì không ai người ta làm trước hoặc làm sau á. Chỉ có làm giỗ thì người ta phải làm trước hoặc làm sau thôi, chứ vì lý do này lý do kia, có thể là chờ con cái về để cùng với gia đình do bận việc chẳng hạn thì người ta tổ chức trước hoặc sau, chứ sinh nhật đâu ai người ta tổ chức kiểu vậy. Sinh nhật thì thường người ta tổ chức đúng ngày chứ, nó phải có ý nghĩa chứ. Đó thì cũng 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 ai là chả ai làm cái đó. Thường thì em thấy là theo cái phong tục của người Việt Nam mình thì ví dụ như đám giỗ chẳng hạn thì con cháu ở xa này vì điều kiện không có về được thì nhân tiện có thể là nếu vào giỗ vào thứ hai chẳng hạn thì thứ bảy chủ nhật con cháu về thì có thể tổ chức luôn để gọi là con cháu ở nhà cùng tưởng nhớ đến cha ông chẳng hạn. Có thể là tổ chức muộn, ví dụ như là đáng ra là vào thứ sáu, thứ năm, thứ sáu chẳng hạn thì cuối tuần con cháu mới về được thì có thể là vẫn thắp thắp nhang hoặc là vẫn làm lễ gì đó, thì đến ngày thứ bảy chủ nhật con cháu về tụ đông đủ thì lúc đó mới làm lễ cúng rồi tưởng nhớ ông bà. Thì cái đó thì thường là giỗ thì người ta mới làm vậy, chứ còn sinh nhật ai ta làm vậy anh? Sinh nhật làm vậy nó giống kiểu sinh nhật mã, sinh nhật vàng mã vậy, ai làm vậy? Thì chắc là em đoán mấy anh em bên kia cũng không dám làm sinh nhật vào ngày này đâu. Mà có làm chắc không làm lẽ lén lút thôi chứ. Mà nếu mà không làm á, nếu không làm thì còn gì là gọi là chúng ta cùng nhau đu càng đi tìm xứ sở tự do. Vậy cuối cùng đúng không? Đúng không Chung, Chung không nhận không? Tức là cái quan điểm của họ là cái ngày đó, đó là cái ngày là chúng ta phải là thôi bỏ đi, cùng nhau đi đó để tìm thì tìm một nơi nào đó gọi là xứ sở tự do. Mà giờ nếu mà đã tự do rồi thì nộ ngay cái ngày sinh nhật của mình mà không dám tổ chức nữa thì làm gì còn được hai chữ tự do trong này ta? Mình cũng thắc mắc cái chuyện này, thì cũng nhờ Quang Lâm á. Không, nó đúng nghiêm túc luôn, cũng nhờ Quang Lâm mà mình mới nghĩ ra. Đúng không? Thì có cái là ví tức dụ tức điển cười hình thiệt á. nó tức cười thì rõ ràng rồi, bởi vì sao? Bởi vì anh thấy ở mấy anh em bên kia thế giới thì người ta hay ra đưa ra những cái ý tưởng mà nó giống kiểu trên trời ấy. Nó rất là buồn cười, bởi sao? Bởi vì chúng ta lấy một cái ví dụ rất đơn giản như này sẽ hiểu thôi. Ai trong chúng ta đều biết cả Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là ai, đúng không ạ? Cái tên đặt là blogger mẹ nấm đó. Thì khi ở Việt Nam thì chống phá Việt Nam ghê lắm, chửi nhà nước, chửi lãnh đạo đảng nhà nước rồi tùm lum hết. Thì các anh bên kia thế giới các anh cho rằng đó là cái việc đấu tranh cho dân chủ. Mà khi mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sang Mỹ nói con câu một, tôi không nghĩ nước Mỹ vĩ đại như vậy, thì ngay lập tức là cô ta bị gọi là cái đồ mềm. vô ơn, rồi đồ ăn cháo đá bát, rồi đồ này đồ kia, rồi đòi trục xuất về Việt Nam. Đó anh thấy không? Có nghĩa là rõ ràng thôi, cái chuyện này nó đơn giản dễ hiểu mà. Mang tiếng là đi đi đến tìm thế giới tự do, thế giới dân chủ. Nhưng mà chào nói một câu mà lệch lạc cái là bị đuổi ngay. Chào Việt Rai. Dạ em chào anh Việt. Chào. Chào cả nhà, chào Việt các. Rai. Chào các bạn ở Việt Nam. Việt Rai cho hỏi này cái. Cho hỏi này Việt Rai ở Việt Nam ở bên Mỹ bao nhiêu năm rồi? Để tính rồi tới ngày hôm nay nữa là chắc 33 năm, 33 34 năm. Wow, 33 34 năm, thì trong 33 34 năm á thì Việt Nam đi được mời đi ăn sinh nhật vào ngày 30 tháng 4 á bao nhiêu lần rồi? Đâu, tôi biết câu hỏi cái gì rồi.
Không, thì tao hỏi thiệt, để tao tìm hiểu về cái đoạn này của Quang Lâm, hiểu không? Ok, rồi hỏi đi. Đó, thì mình hỏi việc ra, tức là việc ra đã được đi ăn sinh nhật vào ngày 30/4 bao nhiêu lần rồi, thí dụ cụ thể người bạn bè, người thân, hoặc là việc ra có đi đâu đó chứng kiến ha, chứng kiến ở đâu đó trong cái những cộng đồng người Việt á, họ họ có tổ chức cái ngày sinh nhật vào ngày 30/4 không? Họ tổ chức một cách gọi là hoành tráng hay thế này thế nào Ồ, mà chưa bao giờ, chưa. không? Ừ, ghê ta. Nếu mà Cái chưa hồi nãy mà được nghe ra. hồi nãy mà nghe Quang Lâm với Khôi Hoàng nói á, mình ngồi trên xe đây, mình vừa chạy mình vừa suy nghĩ, mình nói ù mới chắc để từ đây sao mình để ý mình coi coi có ai mình ngày 30/4 mình có vấn đề chúng ta. Đúng rồi. Chà, không vậy mà đúng không? Việt Rai bây giờ mình nói thế này nè, là chung với mọi người cùng nghe đúng không? Việt Rai là bên đó đã là 33 năm mà Việt Rai phải thừa nhận là Việt Rai chưa thấy trường hợp đó, chưa chứng kiến. Ở đây mình thấy cái điều vô lý nè. Thì một là có thể là Việt Rai chưa thấy thiệt, nhưng mà hai cái trường hợp mà bây giờ không lẽ không có một người nào sinh vào ngày 30/4 Có biết đâu có đúng gì không? để có mà giấu. Thì đó đúng không? Mà nếu mà có mà giấu á, mà nếu mà có mà giấu á, thì rõ ràng cái câu chuyện là những người đó thiệt thòi và mất cái quyền tự do của họ, đúng chưa? Rất là tức cười. Đấy, có nhiều Rồi khi xin mời Việt Rai. cha mẹ của một người nào đó hay là một đứa nhỏ nào đó mà ở bên này mà thuộc dạng dân chống cộng nè, mà đẻ con đẻ cái dính ngay ngày đó, mẹ nó chắc nó cũng phải đổi ngày chứ sao nó chơi bớt đen con nó được. Nhưng mà đổi ngày á, Việt Nam thì ở bên Mỹ á, vấn đề là thay đổi ngày ngày sinh á, thì bên 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 chính phủ Mỹ họ họ cho phép không? Phiền phức lắm, Chỉnh sửa hồ đổi sơ đó. á, thay đổi là chắc thay đổi cái ở ngoài thôi chứ trong giấy tờ vẫn để, biết không? Vẫn trong giấy tờ vẫn để nhưng mà tổ chức sinh nhật chắc lựa né qua một hai ngày vậy đó. Vậy Ừ, tổ chức sinh nhật. vậy là chung 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 sai. Bởi vì chung nói chỉ có những người mà ngày giỗ, ngày ngày chết gì đó thì người ta mới dời 1-2 ngày. Còn ngày sinh thì ai mà làm vậy? Chung chung mới nói nè, vậy là chung sai đúng không? Mình nghĩ là đổi, tại vì sao biết 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 sao không? Ở bên đây á Sao? có nhiều khi sinh nhật birthday rồi á mà trúng mấy cái ngày thường thì người ta cũng chờ tới cuối tuần, người ta cũng chờ tới ví dụ như thứ bảy hay là chủ nhật người ta tổ chức đó, tại vì ngày thường đi làm hết trơn thì tổ chức chơi ai chơi đó, thì có thể dời qua ngày khác để ăn mừng. Nhưng mà cái ngày sinh thật sự ở trong giấy tờ là phải để, tại vì trong nhà thương cái giấy tờ đó là cái đứa bé mà vừa sanh ra cái trong nhà thương là bác sĩ y tá nó làm giấy tờ liền cho mình ngay đó, mình đâu có đổi qua ngày khác được Nhưng mà việc đó. ra bên bên đó mà thí dụ tổ chức sinh nhật bình thường á, mình không nói tới ngày 30/4 đi, mình nói những ngày khác á, thì theo phong tục của họ bên đó họ có làm bánh kem không? Bánh kem ví dụ bắt số bắt chữ vào ngày tháng năm sinh có không? Có đa số có người cũng để chữ, làm chữ tên rồi happy birthday hay gì đó. Có người thì chỉ không không có đề cái số, không có đề ngày, chỉ đề là happy birthday là cái tên người đó thôi đó, vậy đó. Ủa chứ mà cho em hỏi xíu anh, lỡ may ví dụ như là cái trường hợp mà người ta sinh đúng ngày 30/4 mà làm bánh kem, ví dụ như là 13 tuổi thì như ở ở ở Việt Nam mình người ta hay đề cái ngày tháng năm sinh lên cái bánh kem á, thì lỡ may những người ta sinh 30/4 vậy người ta tổ chức sớm hoặc muộn thì người ta có đề cái ngày 30/4 vào đó không anh? Đâu, mà cái đó cũng hơi căng nè. Chưa chưa thấy đúng không? Ngày 30/4 mình nghĩ là chắc nó không để đâu. Không, cái này có nào từ bắt đầu từ họ có sự gọi là giống như truyền miệng nhau á, tức là bây giờ cái tiệm làm bánh kem cũng vậy, tức là thí dụ mình nói việc về đi, việc ra nói vô tiệm bánh kem đúng không, đặt cho tôi cái bánh, cái chủ tiệm hỏi việc ra sinh ngày nào, việc ra tôi sinh ngày 30/4 năm 1974 hay 975 hay 976 gì đó đúng không,
có nào mà chủ tiệm nói xin lỗi bạn ơi, ở riêng trong tiệm tôi không có cái số 30/4, bạn muốn số gì cũng được, riêng số 30/4 không có, có nào có bạn không được ra. Ờ, mình nghĩ trường hợp đó chắc xui lắm thì mới dính vô cái chủ tiệm ma trời ba trận vậy thôi chứ mình nghĩ chắc xui lắm mới trúng ngay. Ví dụ đi, ví dụ như thưa Quang nói, bây giờ mình đi đặt cái bánh mà mình đi đặt cái bánh cho con mình hay gì á, là ngày 30/4 năm gì đó, chúc mừng sinh nhật happy birthday tên cái người đó con mình đi. Rồi chủ quán mà nó nói là xin lỗi ngày này tôi không làm, tôi không ấy rồi kia nọ, đều mẹ nó chắc mình cũng mình chửi cho thằng Tăng rồi mình cũng đi luôn, nhưng mà xui lắm mới gặp rồi thôi Quang ơi. Mình nghĩ chắc mẹ đó, mình chắc mình cũng đứng mình phát cho một trận rồi mình đi rồi, đúng không? Mình xui lắm mới gặp chứ mẹ. Vừa ra với chung nhớ không, nhớ cái đợt mà cái gì mà hồi lâu có cái clip mà họ tổ chức cái ngày lễ dỗ tổ vua Hùng á, đúng không? Thì họ tức là cái trường hợp này họ dễ ngược đời lắm nè, mình nghĩ là chắc có đó, là họ mang cái bánh kem ra, họ thổi đèn cầy và họ hát bài happy birthday vua Hùng, bây giờ happy birthday gì đại khái là vậy đó, tức là ngày giỗ tổ Hùng Vương thì họ lại hát bài happy birthday. Bây giờ mình đặt trường hợp có nào ngược lại, ví dụ như là ai đó làm một cái lễ sinh nhật vào ngày 30/4 thì họ lại hát một cái bài khác, ví dụ như là chung tay đu kèn cho hàng ơi má que, có nào vậy Nguyệt Rai hả? Theo Nguyệt Rai á, Nguyệt Rai đúng rồi, nghe nghe không? Nãy giờ được lại nghe mình nói không? Nghe. Nó mới. Có nào họ hát ngược lại không? Tắt tiếng chút xíu không nghe rõ. Nghe rõ chưa? Vừa nãy nghe rõ chưa? Dạ, thưa Quang nghe không? Nghe. Dạ, nghe rõ rồi. Rồi. Sao thưa Quang nãy nói sao mình ơi? Ý mình nói đó, ý mình nói là những người bên kia đó, lúc trước họ tổ chức cái lễ dỗ tổ vua Hùng á, mình gọi dỗ tổ Hùng Vương á, thì họ làm bánh kem và họ hát bài happy birthday Hùng Kinh đúng không? Hùng Kinh vậy đó, là vua Hùng. Vậy có khi nào ngược lại, bây giờ ví dụ ai đó mà tổ chức sinh nhật vào ngày 30/4 á, thì họ sẽ hát là hát một cái bài khác. Ví dụ họ hát cái bài là chung tay đu kèn cho sàn người ba que từ ngày ta đi, đúng không? Có cái nào vậy Nguyệt Rai? Ai biết cha gì đó mà nó hát không biết. Em còn thắc mắc cái này nữa này. Ừ. Thôi thì cái bánh kem á thì không đề ngày tháng cũng được, nhưng mà có khi đúng nào rồi. Nó ghi là happy birthday cái gì đó, xong rồi ở dưới nó ghi là ngày quốc hận không ta? Không, mấy cái ngày này á, mấy cái ngày này là cái đám tụi nó đau khổ lắm. Đau khổ lắm hả? Có khóc không Quyền Rai? Có khóc không? Đó, mấy ngày này ví dụ như có chỗ thì chắc cũng ra cúng bái rồi, ví dụ như mấy cái chỗ mà có cộng đồng mà Việt Nam lớn và cũng có nhiều tay chống trọng đồ á, thì chắc cũng ra mấy cái vô mấy cái cơ sở của cộng đồng đồ hay gì đó chào mấy phở gì đó còn tưởng niệm hả? Đa số nó cũng bất tỉnh năng lê quá, không giống như là coi giống như là học cái gì vậy phải không? Nhưng mà trong lòng thì khác, trong lòng thì đau buồn vậy đó. Mùa đau khổ luôn hả? Nhưng mà có khóc không? Việc ra thí dụ họ cảm thấy là cái ngày này là ngày gì đó họ đau buồn đúng không? Ừ, nhưng mà có ai đó việc ra có bao giờ thấy ai đó khóc chưa? Khóc sướt mướt chưa? Ví dụ như khóc để tiếc thương hay khóc giống như là khóc cho đám ma vậy á. Có giờ việc ra thấy cảnh không? Chưa hả? Gần nửa thế kỷ rồi chắc nó hết khóc rồi.
ý mình nói là khóc thiệt á, khóc chảy nước mắt luôn á, có không? Cái đó mình không thấy. Ồ vậy là mấy ba que này nó xạo rồi, đúng không? Vậy là chứng tỏ là tụi nó có hận có gì đâu, có gọi là có thương tiếc gì đâu, chẳng qua nó lấy cái cớ lấy cái ngày này để nó kiếm tiền thôi chứ, đúng không? Còn người ta thí dụ mà khóc thương tiếc thương gì đó thì người ta phải ra người ta bày tỏ, người ta đau khổ rồi người ta khóc lóc, có thể là người ta quấn khăn tang nữa, đúng không? Nó gần như là cái ngày giỗ thì để người ta bày tỏ thật sự tấm chân tình của mình chứ, mà chơi chơi vậy là chứng là thôi mấy này nó xạo rồi, vậy là mấy này chơi cái trò này không được. Còn nếu mà thật sự á, nếu mà vừa ra thấy cái cảnh mà tụi nó khóc á thì ok, đôi khi mình còn tin à, còn tin là họ còn nghĩ ngày này là thế này, ngày kia là thế nọ, còn chơi kiểu này là chơi không được.